Xin chào bà con, chanh chín này, hai tuần không à, một tuần nay không vào vườn này các bạn ạ. Năm nay thì tại chanh đậu cũng không được đạt hiệu quả lắm, mùa khô quá, nó kéo dài, khô hạn kéo dài, nắng nóng, gió rồi dính sương muối nữa các bạn ạ. Mày dụng vừa rồi dụng hết cái bông tua bói là dụng hết bông, bây giờ ấy đang đậu lại cái tua một. Cái tua bói vừa rồi dụng hết, giờ còn sót lại cái nào nó đậu trước thì nó mình giữ được, cái nào nó đậu lại trước thì nó còn. Như những cái mà cùng tua với nó là dụng nhiều lắm các bạn ạ, dụng 60% á, dụng kinh lắm. Bây giờ mình nó mới, cái này là cái nửa tua một, cái tua bói nó còn lại, bây bắt đầu đang bông ở tua một ra này. Hết tua bói rồi bắt đầu đến bông tua một. Nói chung là vừa rồi gió kinh lắm các bạn, ở Lâm Đồng mình nằm trên đỉnh đồi mà, các bạn thấy nằm trên đỉnh đồi đó, gió kinh lắm. Mùa này các bạn có người xuống giống rồi, có người chưa xuống giống nha các bạn. Nhưng mà nếu mà xuống giống đẹp nhất là nó vào tầm cỡ đầu tháng 5 là bắt đầu mình xuống giống là đẹp nhất các bạn. Giống này mình làm là giống chim mai các bạn ạ. Các bạn cho mình một like và một đăng ký kênh nha các bạn. Các bạn theo dõi kênh của mình đến tháng 5 này mình bắt đầu mình xuống giống. Đây bên này bắt đầu nó đang chín lác giác rồi, chín mình cũng hái được, cái này mình hái được mấy tấn này các bạn ạ. Này trái bắt đầu đợi cũng đang chín lại rồi đó, chuẩn bị sắp hái rồi, để mấy hôm nữa nó chín nhiều hái luôn. Đây các bạn này, đây, những cái nào nó còn đậu ấy, này đang chín rồi đấy, nó còn đậu ấy. Đây là nó còn, những trái này là nó còn đậu trước cái khi mùa gió đấy các bạn ạ. Đúng rồi, nó đậu trước cái khi mùa gió được mấy ngày đấy thì nó còn sót. Bắt đầu tua một giờ đang ra bông các thứ đây các bạn đấy. Nếu các bạn nào có muốn làm chanh thì các bạn cứ ấn cho mình cái chia sẻ và cái đăng ký kênh, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm từ lúc xuống giống, làm đất luôn, xuống giống đến lúc mà lớn lên thì mình làm bông thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Các bạn có vấn đề thắc mắc thì cứ vào bình luận nhắn tin, mình sẽ trả lời cho các bạn. Mình không có giấu giếm các bạn gì đâu, cái năng lực của mình đến đâu thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đến đó. Mình làm video này không phải là mình bán phân hay là mình bán thuốc hay là mình bán giống gì nhá các bạn. Có một số bạn vào kênh của mình rồi nói này nói kia, thì nói chung năm nay thì nó cái tỷ lệ hiệu quả nó không được như năm ngoái đâu các bạn. Tại vì năm nay các bạn cũng biết, ở làm chanh thì các bạn cũng biết là cái thời tiết nó khắc nghiệt như thế nào. Mình có điều kiện ấy thì mình đập bét mình tưới được, đây mình chả không có đập bét, mình chỉ tưới tay thôi, nên cái năng suất của mình nó không được hiệu quả cao cho lắm các bạn ạ. Đấy. Các bạn có vấn đề gì thì các bạn cứ vào kênh của mình, các bạn theo dõi, các bạn hỏi mình sẽ trả lời. Các bạn cho mình xin một cái lượt đăng ký kênh và một cái lượt chia sẻ kênh, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đấy, đang chín hết rồi đấy, mình cũng hái được mấy tấn này đây các bạn ạ. Chín rồi đấy, chín rồi, dụng đầy dưới gốc này, mình vẫn chưa đi hái này đó, dụng đầy như gốc. Vườn này của mình là được hơn 6 tháng rồi các bạn ạ. Giống chim mai này nó thu muộn hơn cái giống đài nông ấy các bạn. Đấy, chín. Giống chim mai này thì trái nó lớn hơn, nhưng còn giống đài nông ấy thì trái nó nhỏ. Trái giống chim mai nó lớn, nó bóng. Đấy các bạn ạ. Đấy. Nếu mà cái vườn này mà mình mà vừa rồi cái thời tiết nó mà thuận lợi lên một tí là rất là cái dàn này chắc trụ không nổi.
tại vì cái nhà này đợt mình thuê người ta làm, người ta làm không có chất lượng, mình chả theo dõi người ta làm được nên người ta làm nó không được đẹp cho lắm, không được chắc chắn cho lắm. Đấy, trái chín nó rụng đấy các bạn, trái chín hết rồi đấy. Đây bắt đầu bông, bông này là bông thu hai các bạn, à, thu một này. Còn những trái này là trái bói. Đây là tỷ lệ trái bói nó đậu thôi các bạn. Đó. Các bạn thấy không? Mình không có bán phân, không bán thuốc, không bán giống nha các bạn. Cái năng lực của mình biết được đến đâu thì mình chỉ cho các bạn đến đấy. Mong mình chỉ mong muốn cho bà con Việt Nam mình được phát triển, làm ăn ai cũng bớt được cái nghèo khó, để lo cho cuộc sống nó được tốt hơn. Đấy, bạn cứ cho mình xin một chia sẻ và một đăng ký kênh nhé các bạn. Mình đến tháng năm này mình sẽ ngày mai hoặc ngày mốt mình sẽ đi sang vườn này kia, mình sẽ, người ta bây giờ bên kia đang xới đất cho mình rồi, mình sẽ quay đăng cho các bạn xem những cái đất, cách xới đất và cách cào bồn, cách bón phân, cách tưới khi chanh còn nhỏ. Dưới này vườn của ông anh, ông vườn này trồng hơn vườn của mình 5 tháng, vườn dưới thu được 40-50 tấn này, 40 tấn này các bạn ạ. Vườn mình nhiều lắm, bên này mình làm 1 hecta mấy cơ. Đây là vườn của ông anh. Vườn này thu hết mấy chục tấn này các bạn ạ, 40 tấn rồi. Thu hết tô 1 này. Đây cái này là sót của tô 1 đây. Ôi mấy chục tấn, hôm nay đang đi phát cỏ đây. Đấy. Đây là phu nhân của chủ vườn đang đi đào gốc này. Đấy. Khi mùa mưa đến cạnh tranh lớn này, các bạn phải đi bới rễ lên như thế này để cho nó khỏi bị thối củ rễ, uống nước là thối củ rễ nha các bạn. Đó. Đấy, các bạn thấy không? Làm là phải như thế này. Đấy, không để mà không làm mà cái bồn nó trũng hơn tí là thối hết củ rễ luôn các bạn ạ. Cho lòi rễ lên nhé. Rồi chào các bạn, hẹn gặp các bạn vào video lần sau nhé.